Vâng, xin cảm ơn Sen Đồng Tháp. Thật là một cái câu hỏi mà nó bao gồm nhiều câu hỏi trong đó, nhiều cái thắc mắc trong đó. Là tại vì nếu mà hỏi gì, cái câu này chẳng khác nào, đọc cái đoạn này của Đức Thầy chẳng khác nào như là làm sao con người đi đến giải thoát. Một câu hỏi ngắn thì bao nhiêu này đó là bao gồm chỉ có cái đó, từ một cái từ chúng sanh mà tới ra khỏi luân hồi, phải không quý vị? Thành ra bây giờ tôi xin nói trước nha, tư tính nghe cho kỹ, rồi sau đó nếu mà tôi nói thiếu cái gì đó thì tư tính hay là đồng đạo khác lên tiếp nha. Bởi vì mình đã hứa rồi, mình nói là có câu nào lên thì mình góp ý câu nấy, mà bây giờ mình đã hứa rồi thì bây giờ thì mình phải nói thôi. Thưa quý vị, đây là một cái đoạn giảng Đức Thầy đã viết trong quyển Khuyến Thiện, mà chúng ta biết trong cái quyển Khuyến Thiện đó, trước khi mà trong cái bài thi mà Đức Thầy viết trong cái đoạn đầu rồi mới tới cái phần kệ, thì cái bài thi đó là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Trước khi Đức Thầy viết cái bài Khuyến Thiện này, Đức Thầy đã đi đầu bằng 80 câu kệ này. Khi mà chúng ta hiểu cái bài thi này, tức là cái bài kệ này đó, nội dung có 8 câu này không, thì chúng ta mới thấy rõ cái quyển, cái yếu lý sâu xa màu nhiệm của Đạo Phật. Và Đức Thầy cũng dặn luôn là hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Và Đức Thầy cũng dặn là mình khi mà đọc sấm giảng, đọc kinh, mình cũng phải đừng có đọc mà nó phớt qua mà thôi, mà phải đọc với cả cái tâm mà nghĩ suy, cả cái suy tư trong đó, cả cái tư duy trong đó. Là tại vì mình đọc nó là văn, nếu mà mình đọc văn mà không có suy nghĩ, tức là không có tư, không có tư, không có tư là không có tư duy, không có suy nghĩ. Mà nếu mà không có suy nghĩ thì không thể hiểu cái lý, mà không hiểu lý thì không đi tới tu được. Thì cái tam học này đó, nó giống như là cái tam giác đều của mình, nó phải dính liền với nhau, phải có văn rồi đi tới tư rồi mới là tu đó. Khi mà Đức Thầy viết cái đoạn, Trang Đồng Tháp đã đọc lên cái này, chứa hàm chứa một cái pháp môn tu hành giải thoát. Đây là cái pháp môn mà thắng diệu, tối thắng, không phải là chỉ riêng có người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mà từ xưa tới giờ qua lời của Đức Phật Thích Ca giới thiệu, đây là cái pháp môn mà chư Phật nhiều đời đều tu theo cái pháp môn này thành Phật. Trong khi tôi định chia sẻ bài này thì lại có một cái ý của muốn chia sẻ, xin chú giải cái bài bánh mì. Như vậy thì quý vị, tôi xin lấy ý kiến. Trước khi chia sẻ cái bài này, chúng ta tìm hiểu cái bài bánh mì trước, hay là chúng ta chia sẻ cái đoạn này? Quý vị cho tôi biết để tôi có thể lo liệu nè. Ha, muốn cái gì? Thì bây giờ cái người MC chánh ở trong này đó, à, chính là anh Tịnh Hữu. Bây giờ anh Tịnh Hữu á, anh chọn cái nào thì tôi nghe lời anh cái nấy anh Tịnh Hữu. Anh muốn tôi chia sẻ cái bài bánh mì của Đức Thầy thì tôi sẽ nghe lời anh, tôi chia sẻ bài đó trước. À, đề số 2 hả? Ồ, đề số 2 thì có phải hỏi bài bánh mì. Vậy thì là ưu tiên rồi, hay ưu tiên cho người cầm mít, mình phải à, mình thì phải đi theo cái nguyên tắc của mình ha. Ok rồi, vậy là chia sẻ cái pháp môn tịnh độ trước. Ok rồi.
Kính thưa quý vị, trong cái quyển thứ năm, tức là cái quyển khuyến thiện, Đức Thầy nhắc lại cái sự tích của Đức Phật Thích Ca. Sau khi mà đi bốn cửa thành, thấy khổ của thế gian, Ngài mới là lìa bỏ gia đình, bỏ đền đài cung điện, vợ đẹp con xinh mà đi tầm đạo. Sau nhiều năm lê bước khắp sông Hằng và chịu cam khổ, lưu tu theo Bà La Môn cũng như là các bạn đồng tu khổ hạnh khác, Ngài không có đắc đạo, Ngài bị xỉu. Sau đó Ngài nhờ một cái cô gái cho uống một cái bát cháo, một bát sữa, Ngài tỉnh lại. Mà chúng ta đi theo cái con đường mà hành xác thì không đưa cho mình đi tới giải thoát được, mà làm cho cái cơ thể mình càng suy mòn. Nó giống như là một chiếc ghe, nếu mà chúng ta sử dụng nó không đúng, chúng ta phá hủy nó, thì trước khi tới bờ bên kia thì chiếc ghe này đã bị chìm rồi. Do đó, và ngồi vô thiền tịnh, ngồi thiền quán dưới cầu Bồ Đề 49 ngày mà đắc quả gì chánh đẳng chánh giác, Ngài mới suy nghiệm tìm ra một cái con đường trung đạo, đó là tu hành không đi vào hai cái cực đoan, tức là không có chịu, không có mà hành sát thái quá, nhưng mà cũng không có trưởng dưỡng sát thực thái quá, đi con đường trung đạo, và cuối cùng Ngài đã đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó. Thì sau khi đắc đạo rồi, sau khi mà có cái lậu tận thông rồi, biết tất cả những quán, tất cả những chuyện của thế gian, kiến tất cả của mà nhiều quyền bí của trời đất rồi đó, thì Ngài mới là đưa ra ở đây đó. Đức thầy nhắc lại ở đây, Đức Thầy mới nói là ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, Ngài ở đây là Đức Phật Thích Ca, Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta. Cái câu là các chúng sanh đều có như ta này là cái câu của Đức Phật Thích Ca nói. Đức Phật Thích Ca mới nói câu là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là sau khi đắc đạo rồi thì trước khi mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Thái tử Sĩ Đạt Ta đắc đạo Phật hiệu là Đức Phật Thích Ca, chưa có người nào mà, tức là loài người, chưa có ai nghĩ rằng mình sẽ thành Phật. Chưa có ai nói ra cái điều này. Nhưng mà sau đó khi mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo rồi, Ngài mới bèn xét là tất cả mọi, cho nên Ngài mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên các chúng sanh đều có như ta. Mà sở dĩ mà chúng ta không có thị vô minh vọng tưởng dại tà nên quay lộn tha bà. Tại vì nó giống như hai con đường, nếu mà chúng ta đi theo con đường mà hướng Tây đó, đi về hướng Tây là cái hướng mà Đức Phật đã đi. Tại vì hồi đó giờ chúng ta không có biết chúng ta đi quẹo về hướng Đông không à. Tất cả mọi người đều về hướng Đông không. Cho nên là đi vô cái dòng sanh tử luân hồi. Còn nếu mà bây giờ chỉ có một cái người đã chịu khó tìm ra cái con đường đi về hướng Tây, nhờ đó mà mới tìm ra cái con đường giải thoát. Cho nên muốn được giải thoát thì cho tất cả mọi người phải đi về hướng Tây. Mà bây giờ đã có một cái người hướng dẫn, một cái người giống như là một cái cuộc du lịch, một cái người hướng dẫn trong cái chuyến du lịch đó, thì cái vị đó chính là Đức Phật. Cách nào phải làm sao để đi tới cái bờ giác đó, đi để tờ bên kia, tới cái thế giới của Phật đó, thì Ngài đã chỉ. Ngài đã chỉ cái con đường mà nó ngắn nhất mà chắc ăn nhất, đó là Đức Phật mới là giới thiệu trong một cái đại hội thánh chúng. Ngài mới nói là cái pháp môn tịnh độ, là tức là cái pháp môn niệm Phật, là cái pháp môn thù thắng nhất. Sau này vào thời kỳ Hạ Nguyên Bạc Pháp, với cái tâm cơ, cái trình độ của chúng sanh đó là căn mỏng nghiệp dày rất là khác, chỉ có cái pháp môn mà niệm Phật thì mới là giải thoát được chúng sanh. Và đây cũng là cái lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là ai mà, không phải là chính Đức Phật giới thiệu, chứ không phải là của ai cả. Mà sở dĩ mà có cái lời mà giới thiệu của Đức Phật Thích Ca thì cũng tùng theo, tùy theo, cũng do cái duyên là Đức Phật A Di Đà, đại nguyện của Đức Phật A Di Đà trước khi mà, nếu mà tất cả chúng, trong đó có 48 lời đại nguyện, trong đó có những cái lời đại nguyện mà Đức Thầy, Phật Thích A Di Đà đã hứa là nếu mà sau này khi mà bất cứ một chúng sanh nào mà đọc
nhớ cái hồng danh của Ngài, niệm cái hồng danh của Ngài một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì Ngài khi phút lâm chung thì sẽ được Ngài và thánh chúng tới để mà tiếp dẫn hương linh về để cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là được giảng sanh không bị luân hồi sanh tử. Đây là một trong những cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và chính vì vậy Đức Phật Thích Ca mới nói là chỉ cho chúng sanh lúc bây giờ trong cái thính chúng thấy là hiện tại bây giờ có một cái thế giới hướng về hướng Tây, và có một cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Và nếu chúng sanh nào mà muốn mà giảng sanh về nơi đó thì phải làm theo cái lời mà chỉ dạy, lời hứa của Đức Phật, đó là niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Chính vì vậy mà Đức Thầy ở đây mới là nhắc lại cái pháp môn niệm Phật đó là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Từ trên tới dưới này đó, có một số người thì nghĩ rằng cái này là lời của Đức Thầy, nhưng mà ở đây Đức Thầy nói là nhắc lại cái lời này là lời của Đức Phật Thích Ca. Và Đức Thầy nhắc lại, Ngài bèn xét ở trong bậc chúng, từ cái Ngài đây tức là Đức Phật Thích Ca, các chúng sanh đều có như ta, ta đây là Đức Phật Thích Ca, bị vô minh vọng tưởng dễ tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đẳng dắt dìu tất cả chúng sanh. Đó là tất cả những cái này là những cái điều này mới nhắc lại. Và trong cái điều kiện đó Đức Phật Thích Ca cũng nói là nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đây là, mặc dù đây là cái hành của pháp môn tịnh độ, nhưng mà cũng là cái lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Từ trước tới giờ chưa có một cái pháp môn nào mà tối thắng diệu quyền giống như cái pháp môn này. Là tại vì đây là một cái giống như là một cái pháp môn đặc biệt mà để dành, để mà cứu vớt, để mà giống như là cái ân xá cho những cái người mà không có căn cơ mẫn tiệp, không có cái trình cái căn, không có, có rất là cái căn cơ, rất là nhất là cái thời kỳ hạ nguyên bảo pháp này khó, rất là khó tu. Cho nên ở đây theo cái lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, cũng như là sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca, và bây giờ Đức Thầy nhắc lại, tức là cái pháp môn này nếu mà dầu chúng ta là chúng sanh, dầu là tiên phàm ma quỷ, ngay cả súc sanh, mà nếu mà cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì sẽ được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là thế nào là cái pháp môn, mà thế nào là tín, thế là nguyện, thế là phụng hành đó. Thành ra là, hay là chúng ta nói gọn là tín nguyện hành đó, tức là đây là ba cái giống như là cái tam giác đều như chúng tôi vừa thưa hồi nãy đó. Một trong ba cái này nếu mà nó lệch đi thì nó không có thành công, không có thành cái tam giác đều được. Mà bây giờ muốn cho nó thành hình cái tam giác đều thì là phải ba cái điều đó là chúng ta đều phải làm. Cho nên thứ nhất về tính là tin, nguyện cái nguyện thiết, hành là hành thâm. Ba cái đó là tính, tin mà tin sâu, tức là chúng ta phải tin thật là sâu dày, tức là một cách tin một cách tuyệt đối vào cái lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca, tin tuyệt đối về vào cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, đó là cái lời hứa của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải tin. Kế tiếp nữa là bây giờ chúng ta phải tin Đức Thầy chúng ta là gì, mà giáo chủ mà chúng ta đã quy y, chúng ta là quy ngưỡng, chúng ta là tín ngưỡng rồi, chúng ta quy y theo Ngài, thì cái lời Ngài dạy, Ngài nhắc lại là chúng ta phải tin cái lời dạy của Đức Thầy. Cái đó là ba vị đó, là chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng cái ba vị đó. Cũng như là nói về một cái đức lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca là có một cái thế giới cực lạc ở cõi Tây Phương, mà nơi đó là không còn sầu khổ, mà tất cả là chim cũng nói pháp, mà chim suối reo ra là nước chảy, khó tin. Nhưng mà chúng ta cũng phải tin, là tại vì Đức Phật, mình đã tin Đức Phật rồi thì những lời nói Đức Phật, là tại vì cái sự mà cái trí phàm của mình á, có những cái mà mình suy nghĩ theo cái phàm trí của mình thì không thể nào mà mình hiểu xấu thấu suốt được. Giống như là một cái con người mà mình đứng ở dưới này thì
thì mình chỉ thấy những quan sát những cái sinh hoạt những người chung quanh mình ở cái chung quanh mình mà thôi. Còn nếu mà bây giờ nếu mà nói ở trên lầu nó có cái gì, trên lầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, lầu chót chót trên kia, từng thứ cả trăm ở trên kia mà nó có sinh hoạt gì, thì mình không thế nào mình hiểu được. Cho nên một cái gì đứng ở trên tầng lầu chót chót trên kia nhìn xuống thì nói những cái điều gì thì biết chắc chắn là có. Nhưng mà cái người ở dưới thấp này thì nhiều khi là khó tin, nhưng mà cái đó nó mới là có thật. Nó thành ra là cái điều là tin sâu, rồi nguyện thiết, nguyện tha thiết, tức là dầu có gặp bất cứ hoàn cảnh nào là chúng ta cũng phải lướt tới, không có để cho trùng bước. Đây chính là cái nguyện thiết này, chính là cái chánh tinh tấn trong bát chánh. Dầu thành hai bại cứ một đường tín ngưỡng của mình, rồi cho ai phá rối đức tin ta cũng cứ một đàn đi tới. Cái nguyện thiết tha thiết như vậy, không nghĩa là nhất định đi cho tới cùng, không có thể bỏ được. Dù mình bệnh, mình có nghỉ ngơi ngày hôm nay, ngày hôm sau mình cũng tiếp tục mình đi. Dù mình không đi được, mình bò cũng là nhất định mà mình đi tới. Cái đó là cái mà là nguyện thiết. Và cái hành thâm, hành thâm tức là cái pháp môn mà niệm Phật đó. Ngoài cái Đức Thầy nói là niệm Phật thì ráng niệm cho rành đó. Thì cái chữ rành là thế nào? Tức là niệm Phật, ngoài cái pháp môn niệm Phật mà mình niệm cái miệng mình niệm, mình nhìn tưởng quán tưởng mình niệm, hay là mình là quán tưởng mình niệm, hay là mình quán thân bất tịnh mình niệm, tất cả những cái niệm đó nó cũng là rất là tốt cho mình. Tuy nhiên khi mà muốn niệm mà cho nó có cái kết quả đó, thì chúng ta phải niệm cả bằng tam thân khẩu ý đều niệm. Cho nên là cái đó là phải niệm cho rành, là tất cả đều là từ thân khẩu ý mà niệm, không phải là chỉ lúc ngồi đó nó mới niệm, mà niệm là sáu là tứ tướng quay nghi đi đứng nằm ngồi, sáu chữ không quên. Sáu chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là lúc nào trong tâm mình cũng có Phật hết, lúc nào cũng vậy. Chứ không phải là chỉ mình một ngày mình ngồi đó mình niệm nửa tiếng, một giờ, hai giờ mình nhớ tới Phật, rồi còn 20 giờ khác, 24 giờ, 22 giờ khác là mình buông lơi, thì cái đó nó chưa phải là niệm rành. Tức là niệm là gì? Ngoài cái mình niệm cái miệng mình nhép mình niệm Phật, mình gọi là niệm Phật, nhưng mà chữ niệm nó là chữ nhớ, lúc nào cũng nhớ Phật. Mà nếu nhớ Phật thì nhớ tới bốn cái đức tánh, bốn cái đại đức của Đức Phật là từ bi hỷ xả. Niệm Phật là mình nhớ Phật, thì lúc nào cái ý của mình cũng phải đi theo ý Phật. Cái thân của mình làm tất cả những cái điều thiện lành giống như là Phật đã làm, cũng như là khẩu của mình dùng cái miệng của mình á, là mình giống như là cái phương tiện để mà mình truyền đạt tất cả những cái gì, giống như Phật 49 năm đi truyền pháp dùng cái phương tiện nói để mà giúp cho chúng sanh hiểu cái giáo lý, để mà tu hành, để mà tinh tấn, để mà được giải thoát. Thì chúng ta cũng phải hành như vậy, vừa thân vừa khẩu vừa ý, lúc nào cũng đi theo cái con đường chân chánh đó. Có như vậy thì cái con bước đường tu hành của chúng ta nó vừa được tiến bộ. Và nếu một người nào mà hành trì như vậy thì là Đức Thầy đã khẳng định, và Đức Phật A Di Đà, cả ba vị Phật đều khẳng định là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Nếu mà chúng ta cứ hành như vậy đi mà chúng ta không đắc, tức là mấy ông Phật này không có giữ lời. Mà Phật thì lúc nào nói cũng là chắc chắn hết, hứa là chắc hết. Cho nên chúng ta tuyệt đối hành trì như vậy đi, thì chúng ta mà khi mà chúng ta cái ý mà chẳng hạn như cái thân của mình mà muốn không có làm ác đó, thì trong đó cả thập ác đều mà chúng ta đã hành rồi. Không hành thập ác thì là hành thập thiện. Cũng như là cái khẩu của mình cũng vậy, mình nói không nói những cái bốn cái điều mà ý ngôn ác khẩu vọng ngữ hay lưỡng thiệt chẳng hạn, mà ngược lại thì mình làm cho nó tốt hơn. Cái miệng mình thay vì mình vọng ngữ thì bây giờ nó mình lành, thay vì mình lưỡng thiệt thì mình nói cái điều hòa khí cho những người khác chẳng hạn, cái gì ỷ ngôn chẳng hạn, thì mình thay vì mình nó dùng cái quyền hạn của mình để mà mình đàn áp, hay là mình bóp nghẹt, hay là mình ăn mình làm hạ nhục người khác, thì bây giờ mình phải lúc nào mình cũng nhìn những người chung quanh của mình là người thân của mình, họ giống như mình, để mà mình giúp đỡ họ tất cả những cái điều đó, thì là bốn cái điều ác của khẩu mình không có làm, và bây giờ mình còn làm tốt hơn nữa,
và đặc biệt hơn nhất hơn hết á, tức là cái ý tham lam sân nộ mây si của mình, thì là chúng ta phải hành trừ cái tam độc này và làm những cái điều ngược lại. Tức là thay vì tham lam thì bây giờ mình là bố thí, mình sân nộ thì mình đã khoan dung tha thứ, và mình mê si thì mình phải dùng cái chánh kiến để mà mình loại trừ những cái mê si, những cái sai lầm của mình có như vậy đó. Thì có cái chánh kiến rồi, có cái lòng khoan dung tha thứ rồi, có cái lòng mà bố thí rồi, thì tất cả những cái khác mình sẽ dễ dàng mình vượt qua. Lúc nào mà mình nhìn, bởi vì trong cái khoan dung tha thứ đó mình đã nhìn thấy là mọi người chung quanh là mình, tất cả chúng ta đều là một hết, thấy tất cả đều là một hết, thì lúc bây giờ chúng ta mới là khoan dung tha thứ với nhau. Tất cả dạng pháp này là vô thường, chúng ta không còn tham lam. Và thật tướng mình có cái nhìn mà chánh kiến, tức là không còn vô minh nữa đó, thì lúc bây giờ từ cái đó chúng ta mới là không ham luyến hồng trần, không có tham danh tham lợi tham sắc tham tài. Tất cả những cái đó, đó là phù du, đó là tạm bợ, nó là bào ảnh, tất cả những, thì từ đó cái niệm Phật của mình đó, nó mới có kết quả. Và nhờ như vậy thì giống như là một cái người nông dân, một cái người nông phu, một cái người làm rẫy, lúc nào mình trồng xuống đó cái đám mạ đó, lúc nào mình lên lúa lên mạ rồi thì mình làm cỏ lúa, mình là trồng vườn thì lúc nào mình cũng bắt sâu, mình bón phân, mình tưới nước. Thì nếu mà mình dầu cho mình không muốn cái cây lúa, mùa lúa này không trúng, nó cũng trúng. Mình trồng như vậy, mình bón phân đầy đủ, phân bón đời tươi tốt như vậy, mình chăm sóc như vậy, thì muốn cho cái mùa rẫy này nó không trúng, nó cũng trúng thôi. Là tại vì mình đã gieo cái nhân công phu mình bỏ vô đó quá nhiều rồi, thì đương nhiên nó sẽ có cái kết quả tốt. Đó. Thì tôi chỉ xin được nói một cái rất là tổng quát như vậy. Thì mong rằng anh em đồng đạo của chúng ta, nhất là Vĩnh Bình mới vô, hồi nãy trong này còn thiếu ít nhiều lắm, không có ai, không có ông Vĩnh Bình, cho nên là tôi mới kêu gọi ai đưa lên câu hỏi nào thì mình tôi chia sẻ qua cái sự hiểu biết của tôi mà thôi. Nhưng mà chắc chắn là không có đủ đâu, bằng mấy cái ông mà có cái nghiên cứu, nhất là ở trong này Vĩnh Bình hay là Tư Tính này kia, là những anh em đồng đạo của mình biết cái khả năng trình độ của anh em này rất là sâu. Thành ra là tôi mong rằng sau khi tôi chia sẻ rồi thì mong rằng mấy đồng đạo khác sẽ lên góp ý. Ok, bây giờ có ông miền Tây này giữ ác rồi nha. Ok, xin mời ông miền Tây nha, đồng đạo miền Tây. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Bên tôi bây giờ là 2 giờ 23 sáng rồi, thì tôi xin đóng góp 2 giờ nghe câu mà lòng thương chốn thuyết phương tịnh độ đẳng giác diệu tất cả chúng sanh. Đó, thì đồng đạo miền Tây cũng đã trình bày, miền Tây cũng như là tôi tính đóng góp, thì tôi chỉ đóng góp cái phần này là chỉ tính người hành thôi. Đức Thầy cứ như tâm tính nguyện hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, mà nếu làm được trọn như vậy đó là một kiếp là Tây Phương hồi hướng thoát mười đầu dưới cuộc luân hồi. Thì giờ mình xét về cái chữ tính, thế nào là tính nguyện hành. Thì bình thường thì nghe nói là nên khi mình nghiên cứu kỹ thì mới căn cứ vào đâu mà khuyên mình nên tính, nên nguyện, nên hành. Thì khi quý vị nghiên cứu cuốn kinh Di Đà, quý vị mới thấy rất là rõ chỗ là tính, nguyện và hành. Khởi đầu Đức Phật thuyết về pháp môn tịnh độ, mà ông Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất của Phật, nghe Phật giảng về pháp môn tịnh độ. Thành ra đầu tiên đó là Phật giới thiệu ở cảnh Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây, mà cách Ta Bà Thế Giới 10 muôn ức cõi Phật, tức là khoảng không gian rất là xa. Ta Bà Thế Giới không là 1.000 triệu cái quả địa cầu, thì quý vị tưởng tượng một quả địa cầu đó lớn rồi, mà 1.000 triệu cái quả địa cầu vậy nó mới kết thành một tam thiên đại thiên thế giới, mà mới có một Phật sát của Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Rồi cách một khoảng không gian rồi mới tới một Phật sát thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà nó phải qua 10 muôn ức cõi Phật vậy mới tới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà Phật Di Đà mà không có rước mình, linh hồn mình, thì linh hồn mình không có cách nào mà đi tới được ở Tây Phương Cực Lạc. Một là nó quá xa, hai là đâu đủ sức mà đi nổi, biết đường mà đi. Thành ra là Phật mới giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây.
rồi mới giới thiệu qua cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Đó, vàng bạc ngọc ngà châu báu bảy báu, rồi có bảy hàng cây, bảy báu thất trùng lăng thuẫn, thất trùng lăng giống, thất trùng hàng thủ. Đó, rồi lại thêm có ao sen báu, có chim thuyết pháp, có gió thổi cũng thành tiếng thuyết pháp. Có cây bồ đề đạo tràng rất là lớn, có Phật Di Đà, Quan Thế Âm Đại Trí ngự hai bên, và hàng hà sa cho số người chứng quả La Hán Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc vân vân. Đó, thì Phật thuyết cái đầu tiên như vậy để cho chúng ta thấy, chúng ta có một cái sự tin tưởng rằng ở cõi Tây Phương là có Đức Phật Di Đà thật. Thứ hai, hay là có cảnh giới, đó là cảnh giới thật sự chứ không phải là giả huyễn. Thành ra sau khi giảng xong cái phần đầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, để chi vậy? Đó là để Phật tạo cái sự tín tâm của mình. Tin Phật nói như vậy là có rồi, thì cái phần thứ hai đó Phật mới nói theo Phật ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Nếu mà ngươi tin lời ta nói vậy là đúng thì ngươi nên phát nguyện về cõi đó đi, bởi vì cõi ta bà này là khổ, còn cõi đó là vui. Thì bây giờ nếu ngươi tin rằng cái cõi đó vui tốt đẹp quý báu ngàn muôn lần hơn cõi ta bà thế giới, thì ngươi nên phát nguyện về cái cõi đó, đừng có ham muốn cái cõi ta bà thế giới này nữa, mà ngươi đã từ vô thủy tới giờ còn ở mãi trong cái ta bà thế giới này. Cho nên cái trong kinh văn mới nói ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc, ngươi nên phát nguyện sanh qua nước bên kia, đừng ở chỗ này nữa là đầy đau khổ, chỗ kia mới là vui giải thoát, chỗ này là đau khổ luân hồi. Rồi cái phần thứ ba đó Phật mới nói là chấp trì danh hiệu. Bây giờ ngươi phải nắm giữ sáu chữ Di Đà: nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, rồi lục nhật, thất nhật, lần lần đi cho tới chỗ là nhất tâm bất loạn. Cái chỗ này phải để ý cho rõ về kinh văn chứ không phải là niệm Phật nhất tâm bất loạn liền đâu, mà có thể là cái người thượng căn có thể một ngày có thể đi tới nhất tâm bất loạn, có thể đi tới 7 ngày cũng nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà 7 ngày không được như chúng ta đó, chúng ta hồi thì phát tâm tu giờ mấy chục năm rồi bất loạn được đó. Thì nghĩa là cái chỗ nhất tâm bất loạn là cái chỗ cao nhất của cái người tu pháp môn tịnh độ, từ một ngày niệm Phật lần cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Đó, mà ít nhất thì cũng phải một ngày, có một ngày niệm Phật, mà cao nhất thì đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Đó là chấp trì danh hiệu, đó là niệm Phật, đó là Phật hành. Cho nên khi mình hành được như vậy, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc độ. Đó, là nếu mà cái người mà có đủ tín nguyện và niệm Phật như vậy đó, thì đến khi lâm chung, Phật Di Đà và thánh chúng bèn hiện ra trước mắt cái người đó. Người đó đương rối loạn tinh thần, thấy Phật rồi tâm bất điên đảo, tức là cái tâm trở lại mừng yên tĩnh, liền theo Phật đi về Tây Phương là tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật độ. Tức là mình đương hấp hối gì đó, lo sợ gì đó, mà Phật đến Phật rước rồi mình theo Phật rồi mình đi luôn về Tây Phương Cực Lạc rồi mới bỏ xác. Cái điều này là cái điều rất là quan trọng khi chúng ta nghiên cứu kinh văn. Nghĩa là người tu tịnh độ mà được Phật rước đó là coi như mình không có chết, mình đang sống đây mà, rồi đến khi mà mình đi thì Phật rước mình đi, đi rồi mình mới bỏ xác. Còn trường hợp mà mình bỏ xác rồi đó là sau này mình mới giảng sanh cực lạc, đó là mình thiếu phước đức. Cho nên nhờ cầu nguyện, nhờ gia đình này kia làm phước làm doan, nó trợ thêm đủ cái phước rồi thì Phật mới rước, nghe là sắp lâm chung là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy là cái tính nguyện hành là nó nằm ngay chân trong cái kinh A Di Đà, và mở rộng ra là mình tin pháp môn này là bởi vì do Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết pháp môn này, cho nên mình tin vậy. Rồi ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni ra còn Đức Thầy chúng ta đã cũng khuyến khích chúng ta nên tu theo cái pháp môn này. Đó. Rồi mình thấy rằng là ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni ra, các chư tổ Thiền Tông là những người tu cao công quả trong nhà thiền, cũng là tu pháp môn tịnh độ. Rồi phần chót là phần mình tin tưởng rằng ngoài Phật ra, ngoài Đức Thầy ra,
ngoài cái cảnh Tây Phương là có Đức Phật A Di Đà, mình phải tin chắc 100% là có chứ không phải là nói suông. Rồi bây giờ mình thành pháp môn này thì nhất định là tiên và ma quỷ súc sanh, cái ma quỷ súc sanh mà nó tu pháp môn này nó còn được giảng sanh trong một kiếp. Thì hỏi gì mình là làm người, mình biết kinh sách, nó có cái sự khôn ngoan, có sự hành đạo mà mình không được giảng sanh hay sao? Nó thì mình phải tin một cách 100% rằng mình hành theo pháp môn này nhất định là sẽ được giảng sanh nếu làm đủ tín nguyện hành. Bây giờ mình mới nhận xét lại, bây giờ trong kinh cái người tu theo tại gia cư sĩ mà có nhà thiền thì ta thường là trì kinh Kinh Di Đà hoặc kinh Pháp Hoa, kinh Cang, kinh Viên Giác, vân vân. Rồi sau khi trì kinh rồi đó là họ mới hồi hướng và phát nguyện: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di, Phụ Mẫu Hoa Khai, Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Nguyện di thể công đức phổ cập ưng như thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai, cộng thành Phật Đạo. Đó là nguyện con và tất cả chúng sanh hành pháp môn tịnh độ này đều được là thành đạo hết. Đó, thì như vậy bên nhà thiền người ta có tín nguyện hành là trong khi người ta tụng kinh. Bây giờ mình nhận xét bên Phật giáo Hòa Hảo, chỗ nào là tín, chỗ nào là nguyện, chỗ nào là hành. Đó, thì cái tín đó là mình thấy rồi, Phật Thích Ca Đức Thầy giảng cho mình tu pháp môn tịnh độ và mình hiểu biết về cái pháp môn tịnh độ qua kinh văn mà Phật đã giảng thì mình có chữ tín rồi. Còn bây giờ mình nguyện như thế nào, mình không tụng kinh thì mình nguyện sao? Đã viết ra cái bài quy y về Tây Phương nguyện cho mình hành, bởi mình cư sĩ tại gia. Cho nên khi mà mình đọc lên bài Tây Phương ngũ nguyện đó, đó là mình phát nguyện tu theo các pháp môn tịnh độ. Nhà chỉ cần Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức là chỉ cầu Phật A Di Đà và Cực Lạc Đại Từ Đại Bi Phổ Độ mình, đó là mình nguyện Phật cứu độ mình được được về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không có gì mà phải đặt thêm thí dụ nguyện này nguyện kia nguyện nọ nữa, mà phải thấy cái nguyện của Phật giáo Hảo đó là nguyện tay về Tây Phương phổ độ, mà không chỉ nguyện riêng mình mà nguyện Tây Phương còn phổ độ cho thế giới tổ tiên cha mẹ bá tánh vạn dân nữa. Đó là cái hạnh đại thừa Bồ Tát tu theo các pháp môn tịnh độ. Rồi thì sau khi mình nguyện trước ngôi Tam Bảo rồi thì mình niệm Phật và lại Phật, thì cái đó là cái phần hành. Cho nên mỗi ngày người tín đồ giáo họ ít nhất phải cúng hai thời trước ngôi Tam Bảo, bàn thông thiên để đủ tín nguyện hành. Chẳng những là mình trình trình những ngôi Tam Bảo mà trong mười phương chư Phật, bởi vì bàn thông thiên mình lại tới bốn hướng, tức là mở rộng ra là lại coi như là mười phương thế giới, chư Phật nào mình cũng trình, mình là hướng về Tây Phương Cực Lạc, cầu chư Phật trong mười phương độ mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy là mình phải xét cho rõ. Cho nên người tín đồ Phật giáo Hảo nào mà tu theo pháp môn tịnh độ mà không có cúng lại, cho rằng tu không cần lại cần quỳ hay là sự lễ bái là điều phụ thuộc, thì điều đó là không hiểu cái lời dạy của Đức Thầy về cái pháp môn tịnh độ. Xin xác nhận cái chỗ đó vậy. Thành ra mình phải đã nói là muốn tu pháp môn tịnh độ tín nguyện hành thì phải có cúng lại hàng ngày. Cái nguyện đây là nguyện sanh Tây Phương chứ không phải là nguyện mình trường kỳ mình tu cho đến ngày giải thoát. Cái nguyện trường kỳ tu giải thoát nó có hai cái, là nguyện tu theo đường pháp môn thiền nó cũng là trường kỳ, mà pháp môn tịnh độ cũng là trường kỳ. Nhưng mà mình cái nguyện đây á, là nguyện Tây Phương phổ độ. Cái nguyện đó là chánh gốc của cái pháp môn này như vậy đó. Nếu không có nguyện Tây Phương, cho nên Đức Thầy còn nhấn mạnh cái chỗ là cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Cái người tu tịnh độ là phải nguyện cho được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà không nguyện như vậy là nó không đúng cái pháp môn tịnh độ. Thành ra là cái khi mà luận về cái giáo lý Phật giáo Hảo về tín nguyện hành mà không có luận về cái sự cúng lại để cầu Tây Phương phổ độ là, thì cái đó là có phần nó chưa đầy đủ. Mà xin góp ý cho đó. Thành ra là nói về tín nguyện hành, khi người tín đồ Phật giáo Hảo mà hành như vậy suốt đời mấy chục năm với một sự thành lòng tha thiết thì Đức Thầy nói rõ là đến lâm chung quả lành đâu mất. Bởi vì cái nhân lành mình đã gieo mấy chục năm nè thì cái quả tịnh độ đó nó không mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, là chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc chờ đợi cái giờ lâm chung của mình đó đến để mà rước linh hồn mình về Tây Phương Cực Lạc.
Rồi về đó thì ao sen báo Tây Phương Đua Nở. Về ở trên đó chờ đợi mình mấy chục năm, chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì chúng sanh đã có niệm Phật chí tâm mấy chục năm rồi, thì cái giờ lâm chung Phật rước về là ao sen báo Tây Phương Đua Nở liền. Đó, thì tôi xin đóng góp một chút về cái phần tính nguyện hành của người tu theo cái giáo lý Phật giáo của Hạo. Và xin đóng góp thêm về anh miền Tây trình bày về một chắc ông này học Phật tử chứ không phải là tín đồ Phật giáo của Hảo, thường tra diệt dục thành ra gia đình lũng củng, thì điều đó là đương nhiên rồi. Nghĩa là chồng tu mà vợ không tu hoặc là vợ tu chồng tu thì nó hay xảy ra cái lũng củng đó. Tuy nhiên cái anh này anh tu đó nhưng mà anh chưa biết cái vị thế của cái pháp môn tu, cái trường tra diệt thế nào, cái người tu thiền kìa nó mới là trường tra diệt dục. Còn người tu tịnh độ không có bắt buộc cái phải diệt dục, bởi vì người tu tịnh độ là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện là trừ thập ác, còn gọi là tịnh tâm nghiệp. Mà tu thập thiện đó thì nghe là sát sanh đạo tạc tà dâm thì mình chưa, nhưng mà cái người cư sĩ tại gia có vợ chồng không gọi là tà dâm, nó phải hiểu cho cái chỗ đó cho nó rõ vậy. Còn cái người xuất gia đó thì cái chỗ đó sát sanh đạo tặc tà dâm nó mới gọi là thật sự là tà dâm, bởi vì cái người xuất gia đòi hỏi phải thật là trong sạch, con người phải hoàn toàn thanh tịnh thì mới định tâm được, giới định đó, có giới đầy đủ rồi rồi nó mới định. Chứ nếu còn mà vợ chồng ăn ái nhau nó không không có đầy đủ cái giới cho nên tâm không có định, do đó mà phải xuất gia, xuất gia phải giữ trọn giới định rồi mới có huệ. Thì khi có huệ rồi đó nó mới diệt trừ vô minh, mới dứt sanh tử luân hồi. Cho nên cái người xuất gia đòi hỏi là giới định huệ đầy đủ. Còn mình là tại gia cư sĩ mình đã có vợ, mà bây giờ mình đi hành cái hạnh mà trường tra diệt dục thì như vậy là nó hành không đúng pháp, do đó nó sẽ gặp trở ngại. Mà trở ngại là có một ngày nào đó thì nghĩa là gia đình phải ly dị thôi, bởi vì vợ mình chưa biết tu đó. Mà mình bây giờ mình nhất định là mình không cần vợ nữa thì một ngày nào đó là gia đình tan rã. Mà gia đình tan rã như vậy vô tình là mình tu đáng lẽ tạo sự hạnh phúc gia đình vui vẻ, vợ chồng đồng tu, còn không nữa có ít nhất gia đình cũng có giữ được hạnh phúc. Đằng này tu thời gian sau rồi hai vợ chồng chia rẽ ly dị. Mà khi ly dị rồi đó hỏi chắc rằng anh chồng này có thể diệt dục cho đến khi mãn kiếp hay không, hay là như trường hợp tôi tính nói đó, vợ chồng nắm tay diệt dục nhưng mà cái tình dục nó còn nặng quá cho nên chồng mà một nơi vợ một ngã rồi, ông chồng thì ông cũng ham tu, ông gần nữ tu sĩ thời gian sau rồi cái dục nó phát sinh trở lại. Bà vợ cũng vậy, à, tính rằng dị dục ngon lành nhưng mà chẳng ngờ rằng khi gặp ông nam tu sĩ là cũng đẹp trai ăn nói ngọt ngào mà cái tính dục vẫn còn, cho nên bây giờ không có bao giờ dục với người khác. Thế đó thì vô tình nghĩa là mình hành không đúng pháp, do đó mà làm cái gia đình tan vỡ. Nhưng tôi tính nói rất đúng, bây giờ chồng thì dưới chợ là làm bậy bạ như vậy thì đâu còn hạnh phúc nữa, để lại bầy con. Vô tình đáng lẽ vợ chồng đồng tu niệm vui vẻ, con cái cũng tu thì tạo một cái gia đình tu hành rất là tốt. Đằng này đi sai một chút mà cuối cùng rồi thì làm đổ vỡ cái hạnh phúc gia đình. Như vậy mình tu đâu đâu phải là chánh kiến. Thành ra cái vấn đề tu đó nó phải có cái nhận xét. À, thì tôi xin đóng góp với miền Tây nói như vậy. Anh này nếu anh ấy bây giờ muốn trường tra diệt dục ha, đó, anh biết biết muốn thành Phật liền không thì anh xuất gia đi đó, à, coi như là cái nợ thế mình buông bỏ hết, chứ đừng có cái là Phật mình cũng muốn thành mà đời thì mình không không thể buông bỏ được, thì như vậy cũng chưa được. Không phải là mình không mà mình tại gia mà đâu dễ gì mà tu mà việc không gần vợ rồi mình phát huệ đâu. Biết bao nhiêu người trong đạo Phật giáo Hảo bây giờ quý vị thấy đó, biết bao nhiêu người trường tra diệt dục còn trẻ mà đâu cũng chưa có phát huệ nổi, đừng nói chi là mình có vợ có con, cái nghiệp mình tạo rồi. Thành ra mình phải đứng đúng cái vị thế của nó, nghĩa là có gia đình thì tu theo cái pháp có gia đình, còn độc thân thì tu theo cái pháp độc thân, à, xuất gia thì tu theo cái pháp xuất gia.
chớ mà làm xê dịch một cái rồi đó thì vô tình nó mình không không tạo được an vui trong những vấn đề tu hành mà còn tạo cái sự rắc rối nữa, chứ không phải nó muốn muốn tu gì tu đâu, mình cũng phải chọn. Cũng như tôi thường hay nói đó, có nhiều anh em vô room này đó chỉ có chồng có vợ nhà cửa ruộng vườn đủ đầy đủ mà nói cái lý không 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 à, nói cái lý giải thoát không, thì hỏi vậy đó, nói cái lý giải thoát mà mình có thực hiện được cái lý đó hay không, cái gì cũng giảng về pháp không không, nói cái pháp không mà cái người xuất gia kìa người ta mới có thể giảng nổi, người ta làm nổi. Còn mình vợ con trẻ nhà cửa ruộng vườn danh lợi tình mình chưa có buông bỏ được gì hết trơn mà mình nói cái lý tu giải thoát không, thì cái đó chỉ là lý thuyết suông đó. Nó ôm cái tư tưởng nó hoài mãn suốt đời tới chừng giờ chết đi rồi mà không được giảng sanh, bị nói lý không không nó quá cao đi à, mà để mình mau thành Phật mà trong khi đó mình chầm nhèm mà thành Phật cái gì đó, thì khi mình chết rồi là Phật không thành mà giảng sanh Tây phương cực lạc thì mình nhiều khi mình không để ý tới. Rồi vì nói pháp này nó thấp nó này kia cái nọ này, do đó mà chỉ nói cái lý không của nói về tâm thôi đó. Thì như vậy thì vô tình là nói được mà hành không được, chi bằng chúng ta đi từ bất nước một à, có gia đình thì chúng ta tu theo có gia đình nó mà mãn kiếp hồng trần thôi, nhờ cái công phu tu đó mà được giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng anh miền Tây khi mà anh phân tích cái đó ra cho ông bạn à, mà đồng đạo hay là một Phật tử đó hiểu rõ như vậy đó thì mới biết cái người tu tịnh độ phải hành như thế nào. Người tu tịnh độ là không đòi hỏi phải diệt dục hoàn toàn 100%, còn cái người tu thiền mới là diệt dục 100%. Mà hiện giờ mình đang tu tịnh độ hay là đang tu thiền à, phải xác nhận đó. Nếu mình tu thiền một nhà sư thì coi như vậy là mình hoàn toàn diệt dục à, còn nếu mà mình chưa phải tu thiền nhà sư mà mình đang niệm Phật để cầu giáng sanh thì vấn đề tình cảm vợ chồng à, ở trong gia đình chuyện đó nó không có trái, là bởi vì mình tu đây là cầu Phật rước linh hồn mình về Tây phương cực lạc, chứ không phải tu để cầu đắc nhập niết bàn. Đắc nhập niết bàn thì tâm nó phải hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, nó là tự mà lực mình được sáng suốt rồi mình nhập niết bàn, chứ không có ai nhập giùm cho mình được hết. Cho nên mình phải diệt dục lại chỗ đó. Còn cái đằng này mình biết rằng mình còn danh còn lợi còn tình còn nhiều cái quá, cho nên một đời của mình không dứt hết được, do đó mà mình mới cầu linh hồn cho được giảng sanh. Thì đến lâm chung nó Phật xét rằng cái công đức tu hành mình như vậy đó, Phật mới rước về Tây phương trong chính phẩm liên hoa, tùy theo công đức để cho thấy rõ là cái gì thế của người tu đó, là thì cái anh Tư Tính cũng là đưa ra một cái cho thấy nó rõ ràng đó. Hai vợ chồng tu phát tâm tôi muốn giải thoát nhưng mà cái tình dục vẫn còn đó. Thành ra là một thời gian sau rồi thì cái tình dục nó phát sinh đó, rồi nhịn lâu ngày chịu không nổi, rồi chồng thì gặp nữ thì cũng cũng phạm, mà nữ gặp nam cũng phạm. Như vậy thì tại sao hai chồng không giữ nguyên cái tình nghĩa vợ chồng mình đồng lo tu đó, mà phúc gia đình con cái nó cũng không gặp cái khó khăn nữa. Thành ra áp dụng cái pháp tu mà nó không dùng, nó làm mất đi cái hạnh phúc gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thấy chú Tư mời hoài mà không thấy câu hỏi nào hết. Bây giờ con xin thay mặt cho đạo tràng ngâm lên một đoạn giảng để làm cái nhịp cầu cho chú Tư chia sẻ buổi trưa ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thương chung tiếp thương tình mơ đồ, đặng dắt dìu tất cả mưa như ai cô chỉ làm lành. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xúc sanh, ta tin nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp
cuộc luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, anh xin đồng tháp ngâm một đoạn chấm giảng để chú Tư Bất Nhịp Cầu chia sẻ buổi trưa, và con xin trả mic lại cho chú ạ. À.